Toàn thể các em học sinh yêu quý, hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của hàng triệu học sinh trong cả nước chào đón năm học mới. Hôm nay, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 403 học sinh trường tiểu học Hiệp Hòa tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc lễ khai giảng thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh, trong ngày vui hôm nay, chúng ta vui mừng chào đón 67 em học sinh lớp 1 lần đầu tiên được cấp sách tới trường. Cô tin tưởng rằng với niềm tự hào là học sinh trường tiểu học Hiệp Hòa thân thương, các em sẽ nhanh chóng hòa nhập và đạt được nhiều thành tích xuất sắc nhất trong năm học đầu tiên. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng các em, trong năm học vừa qua, năm học 2023-2024, thầy và trò nhà trường đã ra sức thi đua, phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương với tiêu chí dạy thực chất, học thực chất, đảm bảo an toàn trong trường học. Thầy và trò nhà trường đã đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Kết quả cuối năm, 99.8% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 40 giải học sinh giỏi cấp huyện, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn xuất sắc. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em, có được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Hiệp Hòa, sự đồng tình ủng hộ của các bậc cha mẹ học sinh, sự nỗ lực nhiệt tình đầy trách nhiệm của các ủy chi bộ, ban giám hiệu, toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, sự đồng thời không ngừng của các em học sinh. Trong ngày vui hôm nay, cho các cơ mà hội đồng sư phạm nhà trường trường, tăng cường an ninh trường học, nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp,
đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành. 6. Tiếp tục chỉ đạo việc quản lý tổ chức cho học sinh 100% các em được học 2 buổi trên ngày, học tiếng Anh, học tin học, kỹ năng sống, giáo dục công dân số, các hoạt động trải nghiệm để các em được phát triển toàn diện, phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia cuộc thi thầy cô trong mắt em, mỗi lớp có ít nhất 1 tác phẩm dự thi cấp huyện. Thời gian bắt đầu từ ngày 5/9/2024 đến hết ngày 5/10/2024 do Ban tuyên giáo huyện ủy, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Bảo phát động. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, nhiệm vụ năm học mới hết sức nặng nề và gặp không ít khó khăn. Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, sự kết hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thầy và trò trường tiểu học Hiệp Hòa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong tháng 9/2024. Thay mặt hội đồng sư phạm, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe và hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh bước vào năm học mới đạt nhiều thành tích tốt trong giảng dạy và học tập. Chúc năm học mới an toàn, hiệu quả và có nhiều thành công mới. Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày khai giảng, tôi xin tuyên bố năm học mới 2024-2025 của trường tiểu học Hiệp Hòa bắt đầu.